phone của mình để đựng đồ nè mấy bạn. Túi này là hồi trước mình mua mua đồ khai trương của Uniqlo ở Việt Nam á, thì mình được tặng cái túi này, tiện lắm nha. Bye bye. Xui lắm mấy bạn ơi, Douglas đóng cửa. Thật ra mình cũng không có phải, mình không có định vào mua, mà mình chỉ định vào để xem cái ly đó là có ok không thôi. Thì mình giờ mình đặt online á, thì việc đặt đặt ship thì được giảm giá, nhưng mà định mệnh là không coi được thì chắc mình cũng phải về mình đặt thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ lượn qua trường mình để quay cho các bạn coi, xong rồi sau đó mình qua Kaufland để mua thịt. Thư viện có cái máy trả sách tự động này mấy bạn. Mình đang chờ để xài thử, nhưng mà tại vì đang dịch đó, khi nào mà hết dịch mà xài được rồi thì mình sẽ trải nghiệm thử cho các bạn xem nha. Ở bên này sinh viên sẽ không có đi xe máy như sinh viên Việt Nam mình, mà sẽ đi bộ hoặc là đi tàu, đi bus. À chết, hình như mình đi nhầm qua đường xe chạy rồi. Đây, bên này mới là vỉa hè. Ở bên này á, ví dụ ở ngoài đường lớn á, là cái vỉa hè này người ta sẽ chia ra làm hai làn, một làn cho người đi bộ, một làn cho người đi xe đạp. Ở dưới đầu dưới kia là có một cái đầu tàu lửa. Kiểu bây giờ chỉ để làm cảnh thôi chứ còn không có chạy nữa. Còn đường tàu này chắc cũng đường tàu cũ. Thì ở ngoài đầu tàu đó nó có một cái giống như cái bo ngoài trời vậy, dễ thương á. Nhưng mà bây giờ thì đang dịch cho nên là không có mở cửa. Ê, cái đường này xinh quá nè. Hả, xinh không? Ở Kaufland thì bán nhiều thịt cho nên là mình sẽ mua những cái thịt nào mà ở Edeka không có thôi. Còn lại thì mình sẽ về Edeka để mua, tại vì là từ Erika về nhà mình gần hơn. Nếu mà mua ở Kaufland thì đi bộ xa lắm. Mình mua được đống thịt rồi nè. Bây giờ mình sẽ tìm xem là mấy cái ly có cái nào ok không thì mình sẽ hốt luôn. Còn không thì mình sẽ về đặt Douglas. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu bữa trưa luôn nha mọi người. Thường là mình sẽ nấu bữa trưa nấu luôn cho buổi tối để ăn chung cho tiện. Thì mà các bạn theo dõi mình xem là mình sẽ nấu món gì cho hôm nay nha. Thịt băm, nấm, một trái cà chua, phô mai, sốt cà chua, salad trộn dầu giấm. Cải cà rôn mình đã rửa sạch và cắt nhỏ để sẵn trong hộp. Bây giờ mình chỉ có cho dầu giấm vào trộn lên ăn thôi. Mình đi siêu thị về xong thì mình nấu buổi trưa và ăn trưa, sau đó mình vừa đặt xong cái ly thì bây giờ mình dọn dẹp sắp xếp lại phòng.
2 tiếng 45 phút sau. Mị lựa đậu xong rồi. Giờ mị đi đu đưa. Đây là tiếng còi báo động khu vực đó các bạn. Ví dụ như báo động sơ tán vì có bom. Cái này là báo động thử để kiểm tra hệ thống thôi nha mấy bạn. Tại vì là cái nào báo động thử, cái nào báo động thiệt thì người ta có báo trước cho mình biết. Bạn nào có coi video này của mình thì hiểu là tại sao mà mình mắc cười đúng không? Nếu mà bạn nào chưa coi mà muốn hiểu thì có thể xem lại video này, mình sẽ để link cho các bạn. Còn bây giờ là mình sẽ tham quan tiếp. Nói chung mình thấy khu Clever mình đang ở có nhiều địa điểm mang giá trị văn hóa lịch sử á. Ví dụ như cái bức tượng này và Coco House lúc nãy. Phía đầu đường trên kia còn có một cái đài phun nước thiên nga và một tòa lâu đài cổ nữa. Thì nếu các bạn có hứng thú về những địa điểm này thì các bạn có thể comment cho mình biết. Mình sẽ làm một cái video khác giới thiệu chi tiết hơn cho các bạn nha. Đừng quên like, share, ủng hộ kênh cho mình nha. Cảm ơn các bạn.